Đây là cách mà các con hươu cao cổ giải quyết mâu thuẫn với nhau. Chúng không có móng vuốt và hàm răng sắc nhọn như những kẻ săn mồi khác, hay chúng cũng không có cặp sừng dũng mãnh như những con trâu, bò hay tê giác. Cái duy nhất chúng có là cái cổ siêu dài và cái đầu nhỏ để đập vào nhau, nhìn như cái búa tạ vậy các bạn ạ. Bạn nghĩ sao về hành động của những con hươu cao cổ này?